Bịch đẹp bé nha. Nhà big home vậy. Very home 2705. Và big living room. Open floor plan. Baby. Đâu chết, vừa thấy robot rồi. Vừa thấy robot rồi. Cô không mở nha, robot của cô á. Không mở ra được. Đâu bắt đầu bò đâu. Bắt đầu bò rồi. Nhốt giùm cho bà đi, lẹ đi thay đồ kìa. Khách tới rồi mà con còn chưa xong nữa nè. Chơi đó, anh tới rồi con còn chưa xong nè. Ngủ. Ngủ mới thức. Không dậy đi bà. Chưa dậy chưa để mà không ngủ là mệt. Một lát nó không có chơi. Lê à. Gì con? Thôi được rồi con. Lê à, nhanh đi con. Kìa. Lê Lê à. Chị nó khá lại bỏ. Mở giá được luôn. 12 trên xôi. Vừa ăn chứ. Bóng vào. Bóng. Đấy, đừng lấy của chú nha, không phải của chú à. Crawfish. Không có gì ăn. Nãy giờ em mới về. Cái gì hẹn hỏi gì? Nó nói là nó có gì không? Nó Việt Nam mình có đang thử cho vui có em bóc rồi. Em bóc em đại diện bóc rồi. Chơi lắm nè, đây đi đi this way. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Đi con, đi con, đi đây. Chơi. Đi vô đây. À, phòng chơi nhà bác Nhi đẹp chưa? Rất là gọn luôn. Bấm là kêu á. Hai Nhiên nè, trời ơi xin quá
bên em. Chết cha. Hello. Xíu qua sao em? Bên này nè anh Trang ngay cái dọc đường đó, ngay cái chỗ để tả đó, ngay cái thùng tả đó. Welcome to sở thú. Nhà banh. Rồi, nhà banh, má nhà banh luôn. Cho chơi vô chơi đi. Bữa này vô chơi với bạn nè. Chơi đi con. Vô chơi anh chị nè. Wow. Boss, vô hết chơi banh lắm. Ghê vậy. Em sợ thấy nè. Ghê không? Ghê ta. Con active quá mà. Cái này bữa bị xe bị mất hả? Để ngoài biển á. Đó, đó. Vô đây không? Thử coi không? Mini. Chơi nha. Chơi áo vàng hả? Làm mini anh đi coi. Butterfly or unicorn? Which one? Butterfly or unicorn? Unicorn? Okay. And you like pink? Me now, right. Sò tếu. Hôm bữa Thanh đưa sò đi, Thanh xưa đưa đi học cái gặp sò thì bên nó đi. Sáng nhập lại để nó giữ chung một chỗ. Dạ, xong rồi mới bắt đầu chia ra. Thì tại cô nên sò hay đi trễ. Nhưng mà trừ là lớp bữa tôi mi hỏi. Ủa nhưng mà như cái bà mà sò với bà già già nó có lại ở trong đó. Sắp bán. Sắp bán. Tao không nghĩ gì hết.
bây giờ là phone là hai này, cái đĩa là ba này, còn gì nữa, hai con mày vô á, gỡ cái mắt kiến để xuống luôn. Để khe xi lấy cái móp á, lấy móp bỏ vô đi. Kỹ hay lắm ạ. À. Ok, bây giờ nói, bây giờ mình dùng tiếng Việt cho bác và con nghe luôn nha. Để năm món theo cái ý du thích. Có nghĩa là để đây món này, để đây món này, để đây đó, đại khái vậy. Được chưa? Rồi bây giờ coi kỹ nè, là năm món bỏ này, không bỏ này, bỏ một nắp bia, chai bia, cái bát, cái bóp. Lấy cái muỗng ra anh. Giờ còn là năm thứ rồi. Là đủ nắp đó rồi. Rồi. Đang là năm món rồi. Bây giờ coi kỹ nha. Bỏ đi chìa khóa. Wow. Nhìn nè, nhìn, nhìn cái mắt đi nè. Phải mình I'm going to hypnotize you. Really? Really right now. That's dangerous. Look straight to my eye. I got it, man. Bây giờ nghe kỹ nè, cái này gọi là cái gì? Kiến. Mình thôi miên rồi thì mình phải hỏi cho gợi gió mình. Kiến. Mắt kiến, cái này gọi là gì? Phone. Cái này. Bóp. Chìa khóa. Bia. Giỏi. Coi nè, bây giờ Mira kia, Mira kia là không cho ai thấy, mình viết vô. Mình viết vô trong trong đây là cái mà you sẽ chấm nó. Mới ghê. Nó ghê hơn. You will pick it. You will pick it. Bây giờ anh sẽ lấy cái gì đó. See if he can match it. Yeah, think of something. Là lấy này phải không? I don't know. Lát hỏi anh giờ anh nghĩ đâu anh sẽ lấy cái gì lát. Wait, I'm supposed to pick now? Yeah. Lát hỏi. Oh yeah. Nói với tụi em thôi. Nghĩ thôi. Rồi, ok. Coi coi đúng không nha? I mean, bất dễ mà bất. Okay, fine. Kiến nha. Bạn của Nhi bây giờ nhìn kỹ nha, đập cái này bỏ trong túi không có được đập, không có được đập. Bởi vì Du bán về nhà cửa, Du làm điện ốc rất là thông minh, nó rất là lanh. Làm điện ốc kiếm nhiều tiền lắm, giống Donald Trump á. Bây giờ nghe kỹ nha, nghe kỹ cái câu nói nè. Follow my instruction. Lượt 3 món trong 5 món. Nói tiếng Việt không hiểu, nói tiếng Đức là không hiểu. 3 món trong 5 món là hết. Okay. Bây giờ có muốn đổi không? Ba món này nè là Du lựa nè, chứ không phải mi lựa. Giờ có muốn switch không hay là leave what they are? Rồi cái này không có lựa dục qua bên, đúng chưa? Cái này là Du chấm chứ không phải mi chấm nha. Rồi cái này để qua bên. Nghe kỹ câu thứ nhì nè. Nghe kỹ nè. Nó có muốn xào không? Xào quá xào lại nè. Bị gì chứ á? Hay là để vậy? Hay là tính gì? It's up to you. Nghe kỹ câu cuối cùng nè, nghe kỹ nè nha. Lấy 2 món trong 3 món đưa cho nhà ảo thuật gia. Anh pick rồi anh đưa cho chú. Lượt 2 món đưa cho nhà ảo thuật gia. Rồi, không có ý kiến gì nữa. Cái này của My đúng không? Du lượt là đưa cho My là của My. Okay. You want to change your idea? No, I mean. You want to change? That's nice. Okay. I want to keep it to you. No. Yeah, you want to keep it? You can keep it. Okay, giờ là xong rồi vậy? Yeah. Take the paper and read what I said. Đọc bằng tiếng Mỹ. Đọc lên bằng tiếng Mỹ. Đọc tiếng Mỹ. I knew in the end you will be left with the keys. Oh, wow! Đổi là bị chậm rồi. Wow. Cái chiều này là
That one. No, nhưng mà chạy sao nổi. Oh, no, but I mean... Đi chừng ghê nữa. Ê, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ê, đi mấy cái giấy trắng nữa. Hai bao miếng giấy trắng nữa về. Wow. That is awesome. See that? Mà biểu diễn cho đại số 2 cho con nghe. Oh, sorry con. Quá dữ. Anh có đồng là hiểu luôn. Đây đây có đồng đây nè. Có đồng. Bây giờ là giấy trắng đâu. Còn cái chiêu tới, ai muốn làm cái chiêu tới? Hả? Du. Tình nguyện. Giấy. Dạ đây, con lấy. Ừ, lấy giấy. Ê, con tên gì, Ê, dùng đi. Khang. 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 Vậy Khang. Khang. Gì tên ghê vậy? Dạ thấy nghĩa. Nghĩa nói là anh chị là con vợ biến đi thì mới sống được. Ê, 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 lấy cái giết đó, ông ớt biết biến vợ, biến vợ. Ông ớt muốn con vợ biến đi dễ lắm, ăn xong rồi chú dẫn vợ đi rồi. Ok, qua đây ngồi chú. Chờ anh mang cái chú này thì vợ anh mang bánh đây là tên là Trang. Trang đúng không? Cái tên này tên con gái. Tên của chú là gì chứ không quay ơi, chạy chú nói tiếp. Con hợp với chú tại tên chú là tên Mai. Tên Mai vậy. Nhưng mà hồi xưa bà già đó mang bầu á muốn đứa, muốn cái đứa con đầu lòng là con gái. Mấy mẹ nghĩ là tên Mai ra thằng con trai thôi, lỡ đặt luôn tên Mai. Chắc con vậy. Chắc con cũng vậy á. Đi chạy luôn. Đi chạy. Đi luôn. Oh my goodness. Ok. Nè, cái chiêu này mới ghê nè. Ok, cái chiêu này ghê lắm. Du. Du. Mi. Ok. Cái chiêu này ghê lắm Vũ. Mi. Du. Mi. Ok. Ok. À, ghê lắm, cái chiêu này ghê lắm. Ok, nhìn kỹ nè. Ok, rồi để bà con vô ngồi rồi mình biểu diễn cái chiêu này cho. Mọi người tập trung nói rồi nè. Mấy cháu ơi, con vô ngồi mình. Mấy cháu ơi, mấy cháu ơi. Cái chiêu này mụn nó thích lắm. Tính toán. Bảo ơi, bảo, bảo, bảo. Đang quay, đang quay. Ủa, vô đây Vũ. Đây, mấy cháu ơi, mấy cháu ơi. Ừ, lại đây biểu diễn à. Mời Vũ. Vô ngồi, vô ngồi. Ok. Dạ, mới vui. Nè, Vũ, cái chiêu này nè. Nè, statistic còn hay hơn cái chiêu vừa rồi. Really? Really? Ok, bây giờ từ 0 tới 2 là gì? Con có quyền, Trang nè, có quyền lựa từ 0 tới số 9. Viết vô ô này, ô 4 ô thôi. 1, 2, 3, 4, bỏ câu ô này đi. Bỏ đây, 4 con. Là Du, là cô Du. Là Du lựa từ 0 tới 9. Không được lặp lại hả chú? Hả? Không được lặp lại. You can repeat, you can bỏ, 9, 3, 3, 3, 3, lặp lại á. Nghĩa là nó hồi em đi cái gì đó, chú đưa tờ giấy em mở ra coi coi cái gì mẹ không? Thấy cái mẹ không? Cái này mới hay nè. Cái này hay lắm, hay hơn cái chiều đó. Tại vì Tường Mỹ nó thường nói câu này á. Hey, dạ. Tụi có nghe cô nói này không? Dạ. I save the best for last. Yeah. The last has come yet come. Đúng không? Nhìn kỹ nè. Đồng thằng chấp nhận. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nè. Bỏ trong túi. Đó, giống y chang vậy hết. Bỏ trong túi. À, bây giờ đó, Du nè. Du được quyền lựa 4 con số để viết vô đây. Số kia phải đúng. Mỗi người hả? Ở đây thằng nào có chữ Du là Du Mi. Nó đang là Du mà. Rồi. Con nó Mi nè. Con đâu? Mi muốn lựa gì lên Mi lựa đúng không? Du muốn lựa gì Du lựa. Đó, Mi lựa lẹ lắm nè. Rồi bây giờ tới Du. Rồi giờ tới Mi nữa đúng không? Nhìn kỹ là Mi lựa lẹ lắm không? Rồi bây giờ nó để gì? Total. Cộng hết lại. Cộng lại đi. Lấy lấy cộng phía này nhé. Cộng phía này. Trời ơi. 9 cộng 4 là 13. 13, 18. 18 là 24, 27. Viết 7 đem 2 qua bên này.
hai đâu chú? Thì giờ nhớ hai đưa đây, hai cộng bảy là mấy? Không là toán đâu á. Bên này đúng rồi. Hai cộng bảy là chín, chín là mười hai, mười hai. Cái gì? Cái gì vậy? Ồ này nó tính lẹo quá. Tôi đi từ từ nó hấp dẫn, nó lẹo nó. Hai này coi đúng không? Hai là chín, mười hai, mười tám, 25, 27 nhớ hai, hấp 27 viết 7 nhớ 2 viết gì kỳ vậy? Cộng như bình thường á. Bây giờ đầu tiên á là 13, 18 viết 7 nhớ 2. Cái này 7 nhớ 2. Rồi làm tiếp. 2 là 11. 11, 13, 20, 28, 29. Viết 9 nhớ 2. 9, 10, 18, 27. Thì viết 27. Bài có cộng mà. Cái này giống như trong cái gì trong cái gì mở ra rồi nó đây con nặng tần số cho nó giống như không biết cái gì ơi. Nặng đi, nặng bài cao đi. Man. Hai bảy bảy chín chín bảy bảy. Ủa sao số ngược? Đúng rồi gì đó, nặng vậy đó. Thấy hai thùng bia rồi gì? Thiếu mới thấy hai thùng bia. Thiếu hai. Ai vậy? 9 vậy 2 đúng không? 7 9 7 2 đúng không? Dạ. Thấy gì lạ không? Dạ, thiếu không chịu cá vậy. Bây giờ cá nè, bây giờ cá làm lại nè, đúng không? Lúc đầu đó là mình phải làm chật đi để cho người ta đá đổ. Có cộng có đúng không? Cái sau người ta thấy mình mẹ làm bậy rồi, người ta đá đổ mình, đúng không? Nè nè. Đúng không? Ghi lại coi, ghi lại coi. Đây nè, đây nè. 13, 18, 24, 27, viết 7 nhớ 2. Chặt đúng không? Chặt số 2. Chặt số đó thôi, đúng đâu, chặt cái gì nữa đâu. Đúng hết ở đây. Đúng hết bao nhiêu đó, bây giờ làm thiệt nè, bây giờ làm thiệt. Giờ làm thiệt nha. Đổi này được không? Được. Bây giờ làm thiệt cho vô coi nè, mới ghê nè. Viết cái con số vô vòng tròn. Từ 1 tới 60. Một số rồi chú. Một số thôi hả chú? Mất đèn sò số mấy em? Cái này mấy này em biết, cái này em biết. Chú viết sao mà miệng nó bằng 9 là được rồi. Xong rồi chú cộng trước á. Cái đó thì tiếp á. Em viết 1, 2, 3, 4 thì chú viết 8, 7, 6, 5. Miệng sao mà hai này cộng lại bằng 9 là xác luôn là chú viết trước. Xong rồi chú. Che lại nữa. Không có cần nhìn, che đi. Che đi. Có đồng hết đó. Ghê lắm cái này. Cái bộ hồi đó. Tiền viết bao nhiêu số là được bấy nhiêu tiền. Ghê lắm coi vậy. Từ từ. Có bài luôn chú. Trời ơi có đủ hết đó. Chú lúc nào đồ nghe đầy người. Tại vì chú làm ảo thuật là phải làm. Làm cái gì với ông lát đem một đống đồ nghề để làm cho chúng tiền hết chỗ này là khi mình làm ảo thuật á là mình phải có đồ nghề. Dạ dạ, bây giờ cái đồ nghề là chỗ này đó, thấy cái số nó sắp kỳ không? Thấy sắp kỳ không nè, sắp tùm lum lắm, 11 lại đi 13 rồi 31 đi 33. Số mai mua luôn. Sắp tùm lum luôn. Bây giờ chú hỏi kỹ nè. Cái con số mà con ghi cái đó. Bên này nó đề là yes, bên này là no. Đúng không? Rồi cái lá bài này nhìn kỹ nè, cái con số đó ghi á có trong cái lá bài này yes hay no thôi. Có không? Có. Rồi bây giờ yes đều có yes. Muốn úp hay muốn ngửa? Muốn ngửa đi. Ngửa thì dễ cho chú nữa phải không? Rồi yes hay no? Coi kỹ, nó sắp tùm lum á. Không. No. Không à. Úp hay ngửa? Úp. Ừ, rồi yes hay no? Có hai lá đi. Có lá à? Ê, nó dán, cái này là dán vô rồi, dán vô lá bài. Rồi yes hay no? Coi kỹ, nó sắp lộn. Có. Giờ muốn dày hay là úp? Úp chút. Úp, không thấy được luôn. Úp nào? Không.
Ok. Dù nhớ nữa em không nhớ. Yes and no. Dẫn chú đi casino được á. Mà nghe chú nói một câu nè, ăn gian cũng không được nữa. Cảnh cáo trước rồi chắc cũng bị bắt rồi nữa. Ok, nè, cái này úp, cái này ngửa, cái này úp nè. Nhìn vô mắt nè. Đoán con mắt bên này mang con số 3 đúng một con chưa? Đúng. Ê, quay. Con coi. Cái này quan trọng chưa xong rồi mới cho coi được. Xong rồi cho coi được. Mới cho coi. Không có coi bên này được. Không, có số 3. Con hay dê gái rồi. Thì cái dê gái nó mang số mấy vậy? Cái dê gái nó mang số mấy? Đi 35 đi nhở. Người ta nói vậy nè, qua những người ta dạy bài toán, người ta dạy chặt lá chữ trị cho cái khách làm được. Người ta dạy đó, người ta dạy vậy nè, ta nhìn vô đây á, người ta nói thấy số 35. Amazing. Trong đây có một số 35, người ta đoán thôi. Trong đây cũng có một số 35, người ta đoán thôi. Trong đây có số 35, người ta đoán thôi. Thì ta nói, bởi vì ông nhìn quen rồi, ông nhìn thấy số 35, ông đoán người ta có 35. Giờ chú thí dục một con số khác nè, nhìn thấy cái gì lạ chưa? Số 59 à, cũng có một con à. Số 59 này cũng có một con à. Bên cái tờ này cũng có một con à. Tại sao tôi không đoán 59 mà tôi đoán ông ghi 35? Cái đó là cái người ta dạy bằng. Người ta dạy đó, người ta đi tìm. Cái tờ chúng nói là có một cái tờ này nó không có số 35 đây. Đúng không? Bây giờ tất cả những cái... Bây giờ cái tờ này nó có số 35 nè. Nó có số 35 nè, đúng không? Người ta nghĩ như vậy nè, người ta nghĩ tại ông thấy cái này nó có một con số 35 thì ông thấy qua bên này có một con số 35 thì ông mới đoán được người ta số 35. Nhưng mà tại sao tôi không đoán số 59 nó có một con à? Cái này 59 bên này cũng có một con. Cái này là 30. 59 bên này cũng có một con. Cái này là 30. Số loto. Cái combination có cái này có không con. Đi mua đi. Cái hàng kia nó nhìn vô cái này nó cái này không có, không nhìn vô. Cái này có 59 mà không có 35. Quay. Không, để cho chú nói. Bây giờ cho chú nói một câu nữa nè. Giờ nhìn thấy cái gì trong này nữa không? Nhìn để chú giải cho, không phải là như vậy đâu. Giờ mình nhìn thấy cái gì lạ trong này không? Nhìn kỹ lại đi. Nhìn thấy cái gì không? Số lô tô đó. Không, nhìn kỹ đi nè. Nhìn á, nhìn thấy cái gì nó lạ trong này không? Số lẻ, số chậm. Không phải vậy, mình nhìn thấy cái gì lạ không? Cái số này giống nhau nha. Đó, đi tìm cái số giống nhau đi, để chú tỉ tiếp cho. 51. Bây giờ vậy đi, bây giờ con lựa một con số thôi, một con số đơn thôi, mà chú sẽ đoán là được con số đơn. Có nghĩa là đó, thí dụ đi, lựa một cái con số đơn thôi. Số đơn có nghĩa là từ 1 tới 10, rồi lựa đi, trong đầu vô có không? Rồi, không ăn gian nha, cái này có không? Có con số trong đầu mà vô được không? Mi tin vô á, cái thiền là bắt vô viết xuống. Có không? Không, úp nè, no nè. Có không? Có không? Không. Này có không? Rồi, chị mắng luôn nè. Cái này là cái bài toán nó đã sắp sẵn rồi, chú nó sắp. Tụi nó sắp, tụi làm ảo thuật nó, cái nhà mà nó tối ngày nó đi tìm cái cách làm ảo thuật. Tiên tri hả? Không, những cái thằng mà nó nghiên cứu ảo thuật nó tính ra được hay lắm. Để con lấy thử chút. Quay, thấy con số 8 chưa? Chị nhớ con số rồi, úp ngựa là cái mánh thôi, yes no là để lật tẩy người ta. Thí dụ mà người ta có, người ta nói không thì cái bài toán nó chặt. Thì lúc đó mình dở cái bên no ra, có không nói không nè. Và mình bắt chị người ta. Bây giờ thấy con số 8 chưa? Thấy con số 8 rồi á, là nhớ cái con số đầu thôi. Úp ngựa không thành vấn đề. Có không? Tờ cuối nè, có không? Thì là ông nghĩ con số 8. Thấy chưa? Làm sao mà biết trong đây mà được đi tìm ra con số 8? Biết làm sao số 2, số 3, số 5, số 7, số 9. Tại sao không có đi tìm mấy con số khác mà lại nói chúng cái con số 8? Thì cái bài toán này chị cho mình con số đầu. Rồi bây giờ là nghĩ con số lớn đi. Một cái 60 thử đi. Rồi, con nghĩ con viết chưa từ 1 tới 60 chè. Từ 1 tới 60 cái này coi, từ 1 tới 60 thôi. Nói 10 chú, con mới bắt đầu, con mới học.
Ờ cái bây giờ cho nó viết đi, cho nó viết đi. Cho viết từ nghĩ một con số từ 1 tới 60. Tới 10 thôi, một con người thôi. Không có 1, 1 tới 60 cũng vậy à. Nghĩ đi. Rồi, nghĩ rồi. Nghĩ một số lớn đó nha. Rồi đổ đi chú chị đó. Phải nó giác sẽ. Nhưng mà bắt buộc phải có cái này nè. Giác và bên giác bên nô để mình để cái bên nô để mình lật tẩy người ta. Không thì mình mánh thôi, muốn úp hay ngửa, no không cần thiết, nhưng mà đa số cái tâm lý người ta nói úp. Rồi tiếp tục, giá thay no, giá thay no, giá thay no, no gì phải để qua no. Tiếp tục, nhớ con số 1 nha, là dạ bộ hoài người ta úp hay ngửa, người ta nói úp, làm nhớ con số 1 đi. À, úp tại à, cửa này có không? Nhìn kỹ. Yes. 1 cộng 2 là mấy? Rồi để qua bên. Tiếp tục. Yes. 2 cộng với 32 là 34 rồi đó. Cái tờ cuối. Tờ cuối. À, 2 cộng với lại 3 là 35. 3, 35. Tờ cuối. Yes. 35 cộng với lại là 49. 51. 35 cộng với 16 là 51. Làm sao chật được, dở cái tờ giấy ra. Dở cái tờ giấy ra, làm sao chật được. Cái bài hát thì Giờ nghiên cứu mua mấy cái bài hát nó vô. Cái này chiếc cho mai vậy. Cái này nè, hay lắm. Mấy con ghệ nào đẹp đẹp. Mình lại mình tán nó. Anh nhìn vô mắt em, anh đoán được em bao nhiêu tuổi. Nếu anh đoán đúng em cho số phone. Em ơi. Nó đã, nó đâu có tin là. Quá. Anh ta nói tin mình đoán là đúng. Bắt nó viết cái tuổi xuống rồi vậy. Hết chạy lại. Này có sách dạy mà. Nhưng mà đứa nào nghĩ ra cái này mới hay. Lấy cái máy chụp hình chụp đi. Đây. Chụp xong rồi lên cái copy xong cắt ra. Ủa, mẹ đây nè. Thử gì vậy? Cái đó nè. Ông bắt nó ghi lực con số. Bây giờ bán nó đi, bắt nó ghi cái tuổi của nó. Here, and you're not here, and I do like this. You're...
Now I'm going to do like this, like David Copperfield, okay? Now. I want you to complete cut, complete cut. Just cut it, okay? Now. I will talk like David Copperfield. Okay, you the one who select the card. You the one who sign. I'm only doing up and down, right? And you the one who cut the deck. Wow. And the car only one nine, two nine, three nine, and one more nine. That's it. How did you feel about it? You're a choker. You got tricked. Mine, trick. Four nine. Bắt cái tên sao chồng mà cuối cùng là đúng đó mà bắt cái khách vô lại mà nhớ mình đúng đó là you the one who cut. Now you want to see the best trick. One more. Say one more. Okay, I'm gonna do the best right now. Hey, see the best. Chồng là final act. The final act. Final trick. Okay, are you ready for the last trick? The last trick. You're lucky you come. Okay, everybody. Don't do the night. Anh quay. Ủa? Mẹ chủ gì vậy? Cậu mẹ rồi. Tự chui. Bếp sao ra kìa. Yeah, I want you to video this. This live, no cut. Okay. When I learn magic, this is my first trick. It's called three coin trick. First coin goes to my hand, second coin goes to my hand. Magic coin go right here. How many coins are in this hand? Two. I told you three coin trick. Woo! Three coin trick. Yeah. Now watch it. Nothing. Jump here. Two coin, jump real fast. Pay attention, okay? Wait, jump. How many coin are in this hand? One. Three. Some say one. Three. One. One. Three. One. Zero. Ah! Đây là ảo nội. Wow. Okay. Mức tài lắm không phải. I'm gonna make this coin disappear. Don't blink. One, two, three. How many coins are in here? How many? It's right there. One. Zero. Okay, zero. Who say zero? You sure it's zero? Four. Two. Four. Two. Four. Three. Who say zero? He say zero. He right. You got to go somewhere. Boom. Fly from here to here. Zero, huh? Zero. This is the best trick. Zero. This is the best trick. It's a quicker. I'm telling you, it's the best trick. This is the best trick. Nothing yet. The best trick, right? The best. Wow. I took this trick and did it at America Got Talent. I did not pass it. I did not pick. I didn't pick it. I thought they picked it. But I didn't make it to America Got Talent. Wow. But I made it to here. Yeah, that's why you made it to us. Open it. Wow. Open it. How could you do that? I don't know. That's how.
That's a coin that he tossed in the other. No, that's a ready made in there. In the pocket. The three coins is in here. Yeah. It's already in here, so that's already, you know, wrapped inside a box. That's a quick trick.